Xin chào anh em, trước khi bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, nhắc nhẹ anh em một cái thôi nhé. Chỉ là một cái thôi, là chỉ còn vỏn vẹn 10k sub nữa thôi là MGN Esports sẽ được 100k sub rồi. Vì vậy, để kênh sớm đạt được cột mốc ý nghĩa này trong thời gian tới, anh em viewer hãy ủng hộ cho MGN Esports mỗi người một nút đăng ký nhẹ nhàng và thân thương nhé anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chừng nào 100k sub rồi, hứa có sự kiện cho anh em quậy tưng bừng luôn. Sóng gió qua đi, bình minh lại tới. Sau bao nhiêu khó khăn mà VCS phải chịu đựng trong thời gian vừa rồi, thật may mắn và tuyệt vời khi vòng playoff mùa xuân vẫn diễn ra thành công tốt đẹp. Hoan hô giải cỏ nước ta và cũng hoan hô Viking Esports, nhà tân vô địch của VCS mùa xuân 2024. Với tư cách là một sọp con 20 năm và là Viking con nửa mùa chân chính, tôi đã không thể nào kiềm chế được khẩu súng nước của mình khi được tận mắt chứng kiến anh ngạo nghễ trên ngai vàng VCS. Đêm nay chính là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Ôi, cảm xúc thật là dạt dào, thăng hoa, cứ như là Ronaldo vô địch World Cup vậy. Nhưng thật tiếc quá, vì bây giờ tôi đang bị mẹ bắt ôn bài để tuần sau thi học sinh giỏi môn văn học viễn tưởng nên không được đi báo ăn mừng chiến thắng cùng anh em Viking con. Mà thôi không sao, tôi vẫn có thể mở máy tính lên và viết những lời chúc mừng xuất phát từ tận đáy lòng này để gửi đến nhà vua Viking Esports. Mong rằng các anh hãy ăn mừng chiếc vô địch này thật là cháy, thật là chiến và bằng cả linh hồn của mình nhé các anh. Nhưng cũng nên biết tự kiềm chế một chút nhé, vì chưa đến một tháng nữa thôi là các anh Viking của em phải sang Trung Quốc giữ MSI rồi, chứ đâu có rảnh ở nhà du lịch như ba đội nào đó. Mãi yêu anh sọp em và các anh Viking của em. Ôi, bây giờ thấy các anh Viking lên đỉnh vinh quang, bất chợt tôi lại nhớ đến ngày xưa. Mới đó mà đã 20 năm trôi qua, vậy là tôi đã trở thành fan chân chính nửa mùa của Viking được 20 năm rồi sao? Còn nhớ hồi bé, với chiếc TV cà tàng mẹ tôi mua trả góp ở chợ Kim Biên, bố tôi mở một trận thi đấu của Viking Esports lên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là trận Viking thắng T1 ở chung kết thế giới thì phải. Tôi ngồi xem cùng, chợt thấy cuốn hút bởi những chiến thuật bỏ rồng, những pha hai cua endgame và lối đánh vô cùng cute được thi triển bởi 5 nhân viên nhà cái. À nhầm, 5 player luôn ra sân với nhiệt huyết chiến đấu cháy bỏng và thế là tôi đã đem lòng yêu Viking từ đó. Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu về những điều thú vị và thông tin bên lề của Viking, chỉ để càng thêm yêu các anh hơn. Suốt hơn 20 năm sau đó, ngày nào tôi cũng dành hơn 180 phút trong tiệm net Viking, cống hiến không biết bao nhiêu tiền của bố mẹ. Cứ như vậy, tôi có thể xem các trận đấu của Viking suốt cả ngày ngoài net cũng không thấy chán. Trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm cùng Viking, dù đội tuyển có thi đấu bết bát và không gặp vận may, tôi vẫn mãi giữ lửa tình yêu với Viking. Để rồi đến ngày hôm nay, khi được chứng kiến thời khắc lịch sử của Viking, trong tôi lại bừng nắng hạ, lại cháy lên cảm xúc năm xưa một lần nữa. Thứ cảm xúc mãnh liệt hệt như lần đầu tiên mà tôi xem Viking thi đấu vậy. Chúc mừng đội tuyển tôi yêu. Tôi cũng muốn gửi riêng một lời chúc mừng và cảm ơn cho sọp. Cảm ơn chủ tịch vì đã đưa giấc mộng Viking Esports thành hiện thực. Cảm ơn chủ tịch vì đã khoác lên mình chiếc áo của Viking và quay trở lại một lần nữa để dẫn dắt tất cả chúng ta trở thành những nhà vô địch vĩ đại. Và chúc mừng sọp cho chiếc cúp VCS đầu tiên đầy quý giá này. 20 năm gian khó đã qua rồi. 20 năm Viking đã không thể nào chạm tay được vào danh hiệu cao quý nhất hành tinh. Nhưng chỉ cần sự có mặt của sọp, hành trình tưởng chừng như đầy chông gai thử thách đó bỗng trở nên thật dễ dàng. Tôi thật sự cảm ơn sọp vì da đen. À không, vì anh ấy đã đến. Tao là bố của chúng mày. Chúng mày là con tao. Chúng mày đừng bao giờ cố gắng thắng tao. Không được đâu sói à. Đỡ mơ mày. Không phải ngẫu nhiên tao là bố chúng mày. Cái điều đấy không bao giờ tự nhiên xảy ra. Nó phải có sự logic nhất định. Chúng mày có hiểu không? Sọp thì không nói thế, nhưng tôi nghĩ rằng anh ta nghĩ thế sau khi kết thúc vòng playoff VCS vừa qua với một chiếc vô địch quá điên rồ. Thật sự là ao trình hoàn toàn từ vị trí sọp em so với 15 người con trai của anh. Nhiều anh hùng bàn phím đã bô rằng sọp hết thời, sọp ra rồi, sọp sợ Levi nên không dám đi rừng mà đi support. Tầm này vào cứu team cái đồng bằng gì, chủ yếu chiêu chiêu team thắng thì bú, team thua thì đút túi ít hoa hồng thôi. Ok, các bảnh nói thì cũng có lý đấy, nhưng mà bạn sai rồi Diễm ơi, anh sọp có đánh chiêu chiêu thật đấy. Mà là còn đánh ẩu nữa, nhưng mà là ẩu lên đìa của Gân Đàm. Tiếp theo tôi muốn chúc mừng Fireblade với chiếc vô địch ngọt ngào chỉ sau một tuần debut. Cảm ơn em vì đã lặn lội từ xa, từ Hà Nội đến đây vì Viking. Cảm ơn em vì đã góp mặt cho đủ đội hình. Đó mới là một sứ mệnh vô cùng cao cả. Nếu như không có em, Viking sẽ không bao giờ đủ 5 người để chạy game và giành chiếc cúp VCS này. Mong rằng sau chiếc vô địch này, bà lãnh đạo Viking sẽ thưởng cho em một chiếc Fireblade đời mới nhất để em phượt đường bộ đến thành đô của Trung Quốc. À suýt tí thì tôi quên chúc mừng Taurus, người Anh đã không ngại từ bỏ những ngôi sao xa xôi và giáng chân chỉ để xách nước bổ cam cho Viking. Xô nước mà anh Taurus xách thật là mát lạnh, sảng khoái trong những ngày mà Sài Gòn nóng mùa hè như thấy mẹ ấy. Những lát cam mà anh Taurus bổ thật là đều tay như là Masterchef. Thậm chí chúng còn ngon ngọt, chất lượng như là cam mà Aguero bổ cho Messi vậy. Cảm ơn Taurus vì những lương thực mà anh đã tiếp tế. Trước cuộc VCS này, anh có quyền được hôi. Kế đến, tôi xin chúc mừng Tom Cato. Thật là vất vả cho em khi phải trải qua những năm tháng gian khó vừa qua. Ở cái nhà tù Gân Đàm đó, tôi biết em đã cô đơn và chật vật không ít.
tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Mình không được trọng dụng một phần cũng là do bản thân mình, nhưng trách thì trách ông già Lê Vi tuổi đã cao nhưng không chịu nhường lại sân chơi cho lớp trẻ. Để rồi hôm nay, khi thấy em tôm cá to được shop chủ động nhường lại khu rừng, khi thấy túi quần em nặng trĩu vì chứa Khánh Béo ở trong đó, tôi đã bắn tủm lum. Cảm ơn em tôm cá to và chúc mừng em với chức vô địch đầy xứng đáng. Em đúng là một người đi rừng trẻ có tài, hy vọng em không có xỉu. Và tất nhiên là phải chúc mừng ngài Phê, mít kinh vĩ đại nhất lịch sử của VCS chúng ta. Tận mắt chứng kiến ngài Phê giành chức cúp vô địch VCS thứ 8 cùng với Viking, tôi thật sự rất tiếc. Tiếc vì ngài đã không rời gân đàm sớm hơn để khỏi bị chửi là hôi cúp. Khi đó, chắc là VCS đã tiến rất xa để sánh vai cùng với các cường quốc Nam Châu rồi, chứ không thụt lùi như bây giờ đâu. Nhưng tôi mừng cho ngài Phê vì cuối cùng ngài cũng đã chứng minh được đẳng cấp thật sự của mình. Đâu phải tự nhiên mà ngài là bố dương quá K9. Tôi cũng mừng cho ngài Phê vì từ giờ ngài sẽ là một nhà toán học đủ sức tranh tài ở giải Nobel. Ai hỏi trình của ngài tới đâu, ngài cứ show khả năng làm toán đếm ra là tất cả phải quỳ gối xin giảng hòa ngay. 1 cúp, 2 cúp, 3 cúp, 4 cúp, 5 cúp, 6 cúp, 7 cúp, 8 cúp. Cuộc tranh luận đã kết thúc. Ngài Phê chính thức trở thành gốt đường giữa của Việt Nam. Cấm cãi. Cuối cùng là chúc mừng Sogan với chức cúp vô địch đầu tiên dành cho em Huy Mỏ Hỗn. Ở Sogan thực sự có những tố chất rất đáng khen và đáng học hỏi mà chỉ nhà vô địch mới sở hữu. Một trong số đó là sẵn sàng hạ cái tôi xuống để nghe đồng đội của mình, thay vì lúc nào cũng yêu cầu tất cả phải nghe mình nói. Nhờ sự khiêm nhường và tôn trọng khả năng của những người đồng đội này, Mark Sogan mới giành được chức cúp VCS quý giá sau bao nhiêu năm chờ đợi. À dĩ nhiên thì em Huy Mỏ Hỗn còn là một xạ thủ tài năng bậc nhất của Việt Nam nữa, mà giờ phải gọi là xạ thủ số 1 Việt Nam luôn cho nó vuông. Kể khoản này thì tôi cũng không phải nói nhiều nữa, đến tận bên xứ Pháp người ta còn nghe tiếng Sogan bắn tùm lum cơ mà. Ngoài ra, không thể không cảm ơn hãng K-Shelby và BTS Suga vì đã góp mặt để đủ slot bàn huấn luyện. Các kiến thức deep loan của các anh cũng vô cùng bổ ích. Tôi mong Vikings sẽ tạc tượng hai anh trước chi nhánh Nguyễn Thị Thập. Tôi gợi ý là tạc hai bức tượng Fiddlestick cầm cúp vô địch VCS ấy. Giờ thì cứ ngồi ngợi ca các anh Vikings, dấu yêu tới sáng, tôi không kiệt sức vì phải dùng quá nhiều mỹ từ thì chắc cũng hấp hối vì già quá nhiều mất. Vì vậy tôi cũng muốn dành một phần trong bức thư này để chia buồn và gửi lời an ủi đến ba đội tuyển còn lại, những người đã trở thành bại tướng của Viking như một lẽ thường tình. Tôi mong họ đừng quá nhục nhã vì thất bại này mà giải nghệ hay giải thể, không có gì phải buồn hết. Mình có thực lực thì thua mới buồn, còn không có thực lực thì làm sao mà phải buồn. Trước hết là chia buồn với Team Secret. Thú thật là tôi cũng từng có chút cảm tình với đội tuyển này vì rất thích bờ mông căn tròn của dancer Đai Anh Tình. Nhưng ở vòng playoff vừa rồi, khi Secret dám đối đầu với nhà vô địch Viking của tôi thì tôi đã có cảm xúc khác. Nhưng người tiếc cho Secret, nhưng tôi éo hiểu tiếc chỗ nào ấy. Tôi không ghét họ, tôi chỉ cay cái cách mà họ đối xử với ngài Hero. Chẳng bù như gia đình Viking của tôi tạo mọi điều kiện cho em Tôm Cát to tỏa sáng, đường đường là huyền thoại giải đấu, ngôi sao số 1 kiêm linh vật của đội tuyển, vậy mà ngài Hero lại bị đẩy vào duy rừng, vị trí mà tôi cam đoan ngài không hề cảm thấy thoải mái một chút nào cả. Chắc chắn cựu Fiddlestick Naun và đại đô đốc Suhe đã bày ra cái trò này, giờ thì đã cảm thấy tiếc nuối vì sai lầm của chính mình rồi chứ. Nếu Team Secret còn muốn cơ hội làm lại ở những mùa sau, tôi thật lòng khuyên họ nên xin lỗi ngài Hero. Cần văn mẫu thì tôi đây sẽ gợi ý cho này. Xin chào ngài Hero ạ. Lời đầu tiên cho đội tuyển được gửi lời xin lỗi đến ngài và tất cả những người hâm mộ luôn yêu quý và ủng hộ ngài Hero trong quãng thời gian vừa qua ạ. Đội nhận lỗi do chính ban huấn luyện bù nhìn chứ không đổ lỗi, đổ thừa cho bất kỳ hoàn cảnh hay lý do gì cả. Một phút mất kiểm soát khiến đội đã không muốn dùng ngài ở vị trí đường trên mà đẩy ngài vào đi rừng, làm ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của toàn đội. Đây chắc chắn sẽ là bài học rất quý giá của đội ở trên con đường làm nghề sắp tới. Bây giờ là lúc Secret sẽ khóa lại những cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực đã có. Và giờ là lúc Secret làm lại từ đầu với mục tiêu đưa ngài Hero trở lại đường trên để cùng nhau thi đấu thật tốt ở chặng đường còn lại của mùa giải. Lời cuối cùng cho Secret, chân thành gửi lời xin lỗi đến ngài Hero. Kế tiếp, tôi mới được chia buồn cùng Team Wales. Các anh thật sự là một đội tuyển mạnh. Thua Viking của tôi không phải là lỗi của các anh. Tất cả là tại ghế thi đấu không thoải mái, áo đấu quá chật, ánh sáng sân khấu quá chói mắt, giải cỏ bị DDoS, đồ ăn không hợp khẩu vị, thời tiết thì nóng vãi lìn, ngủ, bé Xuân Mai lòn tô. Đặc biệt tôi muốn gửi một vài lời chân thành từ đáy ruột cho Bó Đạt Trách và Cường Bảy Núi, những huyền thoại đời trước đã trở lại cứu đội tuyển nhưng cứu éo ược. Còn tiếc cho Bó Đạt Trách, nếu như không gặp Viking, có lẽ anh đã vô địch và được đi Trung Quốc, nơi anh sẽ có cơ hội tìm lại những người ba tàu của mình. Nhưng không sao, Bó Đạt Trách vẫn còn bố Huy Nguyễn luôn sẵn sàng nhét tiền vào mồm để làm anh vui. Thôi thì chúc mày thành công. À mà tôi cũng mong sau những gì đã cống hiến, Bó Đạt Trách sẽ được Team Wales trả lại hai hòn trứng cút để anh có thể thoải mái làm điều mình thích với con mèo. Với Cường Bảy Núi, anh là huyền thoại liêm khiết nhất của VCS. Nhưng thời gian vốn nghiệt ngã, tuổi già cũng có thể khiến một con người vĩ đại trở nên tổn lùi. Tiếc cho anh, nếu như một thành viên nào đó của Vikings mà lên stream làm content cùng anh trai ruột, thì có lẽ màn comeback này từ Cường Bảy Núi sẽ có một cái kết ngọt ngào hơn. Thôi thì chia buồn với anh, mãi yêu con Kassadin và những cú xoáy cầu tuyệt đỉnh của anh. Cuối cùng là Gam Esports. Tôi không ganh ghét gì đội tuyển này, thậm chí còn thương cảm cho họ vì đã bị cộng đồng xây dựng hình ảnh của một phản diện.
giờ lại mất chức vô địch theo cách không thể ê chề hơn. Đã hơn 2 năm thống trị hoàn toàn VCS. Thật sự đau đớn cho Gam và các Gam con mù quáng khi phải nhìn thấy bố Viking gần nâng chức cúp mà họ đã quá quen thuộc. Nhưng ông đó cũng là cái giá Gam phải trả vì đã phản bội Sitai và Slater. Để an ủi, tôi muốn tặng cho Gam một câu chuyện đầy nhân văn. Một hôm, tôi đến ăn tại quán cơm gà lúc tối muộn. Có chú hàng rong ngập ngừng ghé vào và hỏi giá. 30k, thêm gà thì 40k, cô chủ trả lời. Chú lại ngập ngừng hỏi, cô làm tôi một hộp 10k được không? Cho tôi cơm không cũng được. Cô chủ cười cười nói, ok chú chờ tí. Lát sau, cô xúi vào tay chú một hộp cơm gà, đầy ắp cả gà lẫn cơm, chắc gấp đôi cái đĩa mà tôi đang ăn. Chú ngại, nói là để chú gửi thêm tiền, nhưng cô xua tay, bảo là quán sắp nghỉ, nên còn nhiều đó cho chú hết, chứ để qua ngày mai nó cũng hư à. Cô nói vậy để cho chú thấy thôi, chứ tôi thừa biết cô còn lâu mới nghỉ. Chú cảm ơn cô, rồi đạp xe đi, về đâu thì tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ thấy chú đạp càng nhanh, không có dấu hiệu dừng lại, đến đèn đỏ cũng không dừng, nhưng quay lại ăn nốt đĩa cơm. Tôi chợt thấy thật ấm áp trong lòng. Hộp cơm gà đó có lẽ lỗ mất mấy chục ngàn rồi, nhưng sao lỗ bằng mấy thằng bét keo cho Gam? Vì Gam cũng giống chiếc xe của ông chú ấy. Thắng thế éo nào được. Nhìn lại những con người khốn khổ đã cùng Gam trải qua vòng playoff ác mộng này, tôi lại lấy thương Levi, thương cho người đi rừng mạnh nhất VCS hiện tại nhưng lại không thể thắng được tuổi già và còn phải gánh ba cái mic nữa. Chả trách vì sao anh lại bại trận trước Sọp, người đi rừng mạnh nhất lịch sử của VCS. Bà tôi nói, đời người sẽ trải qua 3 lần trưởng thành. Lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc dù bạn cố gắng như thế nào bạn vẫn không thể thay đổi được. Lần thứ ba là khi biết rõ một số chuyện rõ ràng là sẽ không có kết quả nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi. Ngày trước, mỗi lần anh thua, tôi lại tự nhủ ngày mai sẽ tốt hơn. 5 tháng rộng dài, đâu sợ non này hết cỏ. Nhìn anh dành cả tuổi thanh xuân mải miết theo đuổi đam mê, tôi đã yêu anh thế đấy. Nhưng thời gian có chờ đợi ai bao giờ, sự biến thiên và vĩnh hằng bỏ lại phía sau đầy nghiệt ngã. 10 năm tuổi trẻ, 10 năm cố gắng, để lại dưới đây chỉ còn lại kẻ ngây thơ mải miết theo đuổi mặt trời. Nghỉ thôi anh, nụ cười trên đôi môi hao mòn theo thời gian, chỉ còn lại trầm mặc. Cắn gượng cho đến hôm nay, đổi lại chỉ còn tiếng chê cười của thế nhân. Mấy ai còn lưu lại hồi ức những khi anh tranh phong cùng Tuế Nguyệt. Kỷ niệm vẫn sẽ mãi đẹp khi nó là kỷ niệm. Đừng cố nữa Levi ơi, nghỉ thôi anh. Thôi, dạt dào cảm xúc như vậy đỏ rồi. Giờ lúc kết thúc video để Viking và anh em Viking con còn đi bão chứ. Một lần nữa, chúc mừng nhà vô địch VCS Viking Esports. Đội tuyển tôi yêu ơi, triệu trái tim người hâm mộ và dân tộc Việt Nam đang hướng theo các bạn. Cùng cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào của dân tộc nhé. Chúc Viking thành công ở kỳ MSI sắp tới. Hãy làm rạng danh giải cỏ VCS nào.